xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trịnh Huy Hùng, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Trước đó, ngày 15 tháng 1 năm 2019, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng xã Xuân Vinh tiến hành kiểm tra hành chính trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Huy Tập, sinh năm 1954 ở thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo giàn, loại 36 quả một giàn với tổng trọng lượng 11,2 kg. Theo lời khai của ông Nguyễn Duy Tập, chị Huy Hùng là cháu của ông Tập có đem đến nhà ông gửi nhờ một thùng hàng và nói vài hôm nữa sẽ quay lại lấy chứ ông tập không biết là hàng gì mở rộng điều tra đối tượng trịnh huy hùng khai nhận đã mua số pháo trên tại bến xe nước ngầm hà nội sau đó đem đến nhà ông tập nhờ cất hộ với mục đích mua về bán kiếm lời và nổ trong dịp tết nguyên đán Công an thành phố Thanh Hóa vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng, Vũ Văn Tuấn sinh năm 1994 ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Sương và Nguyễn Công Thanh sinh năm 1994 ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 1, hai đối tượng nói trên đã hẹn nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản là túi sách trên dọc tuyến quốc lộ 45 47. Khi đến địa bàn xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, hai đối tượng đã cho xe áp lại và cướp giật túi của chị VTH rồi bỏ chạy về hướng huyện Thiệu Hóa. Chị Hát đuổi theo hai đối tượng nói trên, được gần một km thì bị ngã. Trong túi của chị Hát có 27 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động trị giá gần 10 triệu đồng ngay sau khi nhận được tin báo của chị Hát, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng điều tra truy tìm và bắt giữ được hai đối tượng nói trên khi bọn chúng đang mang chiếc điện thoại di động của chị Hát đi bán. Còn số tiền cướp giật được trong túi của chị Hát, bọn chúng đã chia nhau đi chơi cờ bạc lô đề. Hiện nay, công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ để đưa hai đối tượng nói trên ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức hơn 20 điểm chợ hoa xuân, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh trưng bày cũng như giới thiệu cây cảnh, hoa, quả, các sản phẩm hàng Tết đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân. Năm nay, chợ Hoa Xuân sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 1 đến 17 giờ ngày 4 tháng 2, được tổ chức tại các điểm như Quảng trường Lam Sơn, Quảng trường Hàm Rồng, Trung tâm Triển lãm Quảng cáo Hội chợ tỉnh, trục vỉa hè phía Tây, công viên Hội An và một số tuyến đường như Lê Hoàn, Dương Đình Nghệ, Đông Hương 1. Riêng điểm Quảng Trường Lam Sơn, chính quyền thành phố yêu cầu các hộ kinh doanh hoa cây cảnh đào Tết ký cam kết bàn giao lại mặt bằng trước 11 giờ ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp. Trường hợp các hộ kinh doanh còn nhu cầu bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết sẽ di chuyển xuống trung tâm triển lãm quảng cáo hội trợ tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cũng đã thành lập các ban quản lý thường xuyên kiểm tra nhắc nhở để hoạt động của chợ Hoa Xuân đảm bảo an toàn văn minh hiệu quả. Cùng với đó, thành phố phân công các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn và không gây ủn tắc giao thông, mất trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm chợ Hoa Xuân. Cho đi để nhận lại, cho đi để thấy mình hạnh phúc hơn, đó là suy nghĩ của những người trẻ đang làm việc ở bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn khi họ tham gia vào câu lạc bộ ngân hàng máu sống tình nguyện cơ động 24/24. /24. Tình nguyện và cơ động 24/24. /24, đó là phương châm hoạt động của câu lạc bộ ngân hàng máu sống của bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn. Ở đây, những thành viên đã được sàng lọc và công khai các nhóm máu tại bệnh viện để khi cần có thể liên hệ kịp thời. Tâm niệm duy nhất đấy là làm cách nào để mà giúp sức để cứu sống các bệnh nhân thôi. Đấy để cho bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch thôi. Cảm giác duy nhất đấy là cảm thấy nó là hạnh phúc vì bệnh nhân bây giờ mình đã qua cơn nguy kịch rồi, đã ổn định rồi. Không kể thời gian nào, bất cứ lúc nào, cần là có mặt, chỉ chưa đầy 2 năm thành lập, câu lạc bộ ngân hàng máu sống tình nguyện cơ động 24 trên 24 giờ của bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã hiến máu trực tiếp cứu sống hơn 10 bệnh nhân. Hoạt động này không chỉ đem lại niềm vui cho người bệnh mà còn lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện. Có nhiều các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. thì Trong quá trình làm như vậy thì thấy là cái sự hiến máu trực tiếp như thế này nó rất là thiết thực và cứu sống được rất nhiều là bệnh nhân ở trong 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 quá trình điều trị kể cả các bác sĩ các đồng chí đang trực nếu như xảy ra tình trạng mất máu cấp tính là các đồng chí sẵn sàng là lấy máu để cho cứu sống bệnh nhân. Nhanh, sạch, kịp thời, đó là những gì ngân hàng máu sống ở bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đang đem đến cho bệnh nhân. Tuy nhiên trong điều kiện nguồn máu dự trữ không đủ cho việc điều trị và chưa đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện thì câu lạc bộ ngân hàng máu sống ở bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cần được nhân rộng hơn nữa. Mật mía là nguyên liệu không thể thiếu của nhiều gia đình trong ngày Tết. Có nơi dùng mật mía cho bánh trưng, có nơi dùng để nấu các món ăn hoặc làm các loại bánh. Để có đủ nguồn cung, đáp ứng cho thị trường, ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, các làng nghề nấu mật trên địa bàn tỉnh đã tất bật vào vụ. Khoảng 2 tuần nay, không khí sản xuất mật mía ở xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân rất khẩn trương tất bật. Người thì ép, người thì đốt lửa, người thì hớt bọt, người rót mật, mỗi người đều chuyên tâm với phần việc của mình để kịp cho những đơn hàng từ khắp nơi đưa về. Gia đình phải làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm là với nghỉ. Mà một mình gia đình thì cũng không thể làm được để đủ cho dân tiêu dùng thì phải mượn thêm người. Theo người dân, các vùng nấu mật, nhu cầu tiêu thụ mật trong dịp Tết đã tăng lên từ 5 đến 7 lần so với những ngày thường. Nhờ làm mật mía nên đời sống của nhiều gia đình đã trở nên khấm cả hơn. Có những gia đình trừ chi phí có thể thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng cho mỗi vụ. Đây là nguồn động lực để những hộ tại các làng nấu mật mía truyền thống tiếp tục gắn bó phát huy nghề cha ông để lại. Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2019, sáng nay, Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức gia quân đợt tuyên truyền lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, 5 xe lưu động sẽ tuyên truyền trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, hình thức và mức phạt đối với hành vi vi phạm. Tuyên truyền các thông điệp về đảm bảo an toàn thực phẩm trong từng đợt cao điểm, 10 nguyên tắc vàng trong chế biến bảo quản thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu. Mỗi xe tuyên truyền tại 3 huyện, thời gian tuyên truyền từ 2 đến 3 tiếng một buổi một huyện. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tên gọi Ngũ Hành Sơn có từ năm Minh Mạng thứ 18, 1837, khi vua Minh Mạng dựa vào cấu tạo vị trí tự nhiên của núi và thuyết âm dương Ngũ Hành đã đặt tên lần lượt cho năm ngọn núi phía đông nam Đà Nẵng. Người dân địa phương còn gọi cụm năm ngọn núi này là non nước. Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được các tổ chức hiệp hội đoàn lữ hành đánh giá và tôn vinh là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Năm 2018, Ngũ Hành Sơn đã đón gần 2 triệu lượt khách, thu ngân sách gần 84 tỷ đồng. Theo công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, năm 2018, công ty đã thực hiện khảo sát lên phương án và triển khai trồng gần 30.000 cây bóng mát, 40.000 cây khóm cảnh, 20.000 mét vuông thảm hoa và cây xanh trang trí trên gần 100 tuyến đường, giải phân cách, nút giao thông thuộc 12 quận và các huyện. Đặc biệt, chương trình mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh đã về đích sớm 2 năm. Trong năm 2019, đơn vị này phát động phong trào trồng thêm 600.000 cây xanh giai đoạn 2019-2020. Công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý gần 80 thanh niên sử dụng ma túy trong quán bar karaoke. Trước đó, công an quận Gò Vấp đã tiến hành kiểm tra quán bar ở phường 17, quán karaoke Dubai, phường 5 quận Gò Vấp. Qua kiểm tra và test nhanh, công an phát hiện có nhiều thanh niên dương tính với chất ma túy, đồng thời công an đã tiến hành lập biên bản xử lý với các lỗi vi phạm của các quán như để khách sử dụng ma túy, vi phạm phòng cháy chữa cháy, kinh doanh quá giờ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy do Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn, 33 tuổi, cùng quê Hải Phòng cầm đầu. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm này đang vận chuyển 44kg ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ thêm 300 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan. Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 8 người, đều trú tại huyện Quỳnh Lưu do Hồ Đình Tài cầm đầu về điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã lập ra trang thần tài trên mạng xã hội và tự xưng là công ty có chuyên gia chuyên phân tích tính toán để đoán ra kết quả sổ số, số với xác suất trúng từ 90 đến 99%. Với thủ đoạn này, nhóm người này đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hàng tỷ đồng. Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt quả tăng một cơ sở ở đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12 đang dùng hóa chất để tẩy trắng hàng trăm kg phụ phẩm bò thối không rõ nguồn gốc. Được biết, cơ sở kinh doanh này mỗi ngày bán ra thị trường từ 500 đến 600 kg lòng, sách bò, cuống họng. Chủ cơ sở này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.